Nga chiến thắng trận lớn nhất sau Thế chiến thứ hai, Ukraine ngậm ngùi thừa nhận mất Bakhmut là đòn chí mạng. Các bạn thân mến, trong khi chính quyền Kiev vẫn tiếp tục các chính sách phiêu lưu của mình khi ngày đêm lên kế hoạch tấn công vào lãnh thổ Liên bang Nga, thì quân đội Nga mới là bên giành được những chiến thắng trên thực tế. Đánh mất Bakhmut là đòn tử đối với Ukraine, bởi vì các chuyên gia dự đoán sau khi giành được Bakhmut, Nga sẽ tấn công đánh chiếm nốt hai thành trì cuối cùng là Sloviansk và Kramatorsk. Trả lời phỏng vấn về việc quân Nga mới đây đã đánh chiếm được toàn bộ thành phố Bakhmut, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ bang Virginia, ông Richard Black cho rằng quân đội Nga đã giành chiến thắng trong trận chiến lớn nhất ở châu Âu kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai. Nghị sĩ Black cho rằng thất bại này sẽ thúc đẩy Tổng thống Volodymyr Zelensky tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn mà việc chuẩn bị cho nó đã được nói đến từ lâu, chứng minh rằng quân đội Ukraine vẫn còn sức chiến đấu để phương Tây tiếp tục viện trợ thêm tài chính và vũ khí. Mong muốn của ông Zelensky tiến hành một cuộc phản công thay vì tăng cường phòng thủ Ukraine sẽ dẫn đến những tổn thất lãnh thổ mới cho chính quyền Kiev. Họ liên tục nói về cuộc phản công của quân đội Ukraine và mong đợi điều đó, nhưng đồng thời họ cũng phải hiểu điều quan trọng là phía Nga đang có những gì và cuộc tấn công tiếp theo từ họ sẽ có quy mô lớn ra sao. Mặc dù ban đầu phương Tây mong muốn cuộc phản công của chính quyền Kiev sẽ thành công và giành lại các vùng lãnh thổ đã mất, nhưng nhìn nhận tình hình một cách tỉnh táo, họ phải thừa nhận rằng chính quyền Kiev khó có thể đạt được mục tiêu của mình. Nhiều khả năng, quân đội Nga sẽ đập tan cuộc phản công của Ukraine và mở ra các cuộc tấn công mới để tiến xa hơn. Theo tất cả các tiêu chuẩn về khoa học quân sự, Kiev cần tập trung lực lượng tấn công và hỏa lực áp đảo lực lượng phòng thủ của Nga theo tỷ lệ 1:3, nhưng cán cân binh lực lại cho thấy điều ngược lại. Nga có các nguồn lực và đạn dược cần thiết để tiếp tục tiến xa hơn phòng tuyến Bakhmut. Trong khi đó, quân đội Ukraine phải đối mặt với một tình huống khá khó khăn do thiếu đạn pháo. Điều này là trở ngại lớn nhất trong cuộc tấn công trên bộ. Thực tế là quân đội Ukraine đang đương đầu với một cường quốc quân sự, có một nền kinh tế mạnh hậu thuẫn, với một lực lượng quân đội không chỉ có mức độ huấn luyện khá cao mà ưu thế về quân số và hỏa lực cũng vượt trội. Kiev sẽ không thể tấn công nếu xe tăng và xe bọc thép không được sự yểm trợ của máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và trực thăng tấn công. Đồng thời, lực lượng phòng không của Kiev cũng rất yếu kém, không thể bảo vệ lực lượng mặt đất trước các cuộc tấn công của máy bay cường kích và máy bay ném bom của Moscow. Nếu cứ cố chấp mở đợt tấn công quy mô lớn, thì kết cục đối với lực lượng vũ trang Ukraine sẽ là thiệt hại nặng nề cả về trang bị vũ khí và nhân lực, trong khi đó họ có thể mất nhiều hơn bởi các cuộc tấn công tiếp theo của Nga. Các chuyên gia dự đoán rằng, sau khi chiếm Bakhmut, Nga sẽ nổ súng đánh chiếm thị trấn Chashovyard ở phía Tây và sau đó các thành phố lớn còn lại ở Donbass như Sloviansk và Kramatorsk cũng có thể nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Tiểu đoàn pháo binh Ukraine ngậm ngùi thừa nhận mất Bakhmut là đòn tử. Từ Kostiantynivka, cách Bakhmut khoảng 17 km về phía Tây mà Nga tuyên bố chiếm được một tuần trước, các binh sĩ thuộc tiểu đoàn tấn công riêng biệt số 24 của Ukraine vẫn đang nã pháo vào các chiến hào của đối phương ở sườn phía nam của thành phố bằng một khẩu lựu pháo D-30 cũ của Liên Xô. Mọi thứ không quá khác biệt so với những gì họ đã làm trong nhiều tuần, nhưng những người lính ở đây đã thừa nhận có một sự thay đổi lớn trên chiến trường trong cuộc phỏng vấn với Washington Post vừa qua. Nếu được xác nhận, việc luân chuyển lực lượng này của Nga sẽ đánh dấu một sự thay đổi lớn ở pháo đài Bakhmut khi các binh sĩ chính quy của quân đội Nga chịu trách nhiệm chấn giữ thành phố và cho phép các chiến binh Wagner của ông trùm Yevgeny Prigozhin rút lui nghỉ ngơi. Việc di chuyển các đơn vị chính quy của Nga tới bảo vệ Bakhmut được cho là có thể tạo ra những điểm yếu tại các địa điểm khác dọc theo mặt trận và Bakhmut có thể cố gắng khai thác khi họ tìm cách giành lại lãnh thổ từ Nga trong chiến dịch phản công lớn đã được thông báo từ lâu. Các binh sĩ thuộc tiểu đoàn tấn công riêng biệt số 24 cho biết họ đã thấy các chiến binh Wagner rút lui và được thay thế bằng quân chính quy của Nga tại các khu vực mà họ đang nhắm mục tiêu, nhưng nhấn mạnh rằng họ không thể biết chắc liệu đây có phải là sự thay đổi vĩnh viễn hay không. Các quan chức Ukraine đã khẳng định rằng họ vẫn đang chiến đấu và đang giành được lợi thế ở hai bên sườn Bakhmut trong kế hoạch bán bao vây quân Nga bên trong pháo đài này. Về mặt lý thuyết, kế hoạch được kỳ vọng sẽ giúp Ukraine chiếm lại thành phố, một phần bằng cách giải phóng hỏa lực pháo binh cực mạnh và lực lượng Nga bên trong Bakhmut từ vùng đất cao hơn. Tuy nhiên, một số binh sĩ Ukraine tỏ ra không tin rằng kế hoạch này là có thật,
những người lính trong đơn vị pháo binh Ukraine thừa nhận rằng việc mất Bakhmut là một đòn chí mạng. Chúng tôi đã chiến đấu ở Bakhmut được gần một năm. Chúng tôi biết từng cái cây, từng cánh đồng. Điều đó có nghĩa là để mất thành phố ảnh hưởng đến tinh thần của chúng tôi. Những người lính khác trong tiểu đoàn cho biết thêm rằng họ vẫn bối rối trước các động thái của Wagner, lưu ý rằng nhà tài phiệt Nga Prigozhin đã từng đe dọa rút khỏi Bakhmut trong quá khứ. Người chỉ huy của tiểu đoàn Ukraine bày tỏ lo ngại về chiến thuật đánh lừa của lính đánh thuê Wagner, bao gồm việc bí mật ở lại nơi ẩn náu chờ binh sĩ Ukraine tiến công. Lúc đó, những chiến binh đánh thuê sẽ xông lên đánh úp quân đội Ukraine từ phía sau. Tiểu đoàn tấn công riêng biệt số 24 lần đầu tiên được thành lập như một lực lượng tình nguyện trong cuộc giao tranh với lực lượng ly khai do Moscow hậu thuẫn ở miền đông Ukraine vào năm 2014 và hiện là một phần của lữ đoàn cơ giới 53. Gần đây, tiểu đoàn đã hoàn thành một cuộc tấn công kéo dài 10 ngày và các vị trí do Nga chấn giữ xung quanh Bakhmut. Viên chỉ huy tiểu đoàn Ukraine cho biết, thời điểm đó, các đơn vị của Anh hoạt động 24 giờ một ngày, đôi khi bắn 100 quả đạn. Số đạn dược rất lớn khi cả hai bên tham chiến đều thông báo thiếu đạn trầm trọng. Tổng thống Putin nói về cách NATO đã đánh lừa Nga như thế nào? Phát biểu tại triển lãm chuyên đề về kinh tế ứng nghiệm sáng tạo, ông Putin nhấn mạnh, thay vào đó, Ukraine dần dần chọn con đường khác là liên kết với NATO, tổ chức thù địch với Nga, được thành lập thuần túy chỉ để chống lại Liên Xô và Nga. Rồi vào năm 2008, khi không hề có bất kỳ dấu hiệu bên ngoài nào về căng thẳng quân sự, chính trị, họ tuyên bố sẽ gia nhập NATO. Họ muốn làm thành viên NATO. Và theo tôi, các nước phương Tây, các quốc gia trong liên minh ở Bucharest đã công bố tại hội nghị thượng đỉnh rằng cánh cửa gia nhập NATO rộng mở cho Ukraine. Chẳng những họ đánh lừa chúng tôi, hứa hẹn rằng NATO sẽ không chuyển động về phía đông, mà thực sự khối liên minh đã mở rộng đến tận Ukraine. Nước Nga buộc phải đáp trả cuộc chiến do chính quyền Ukraine gây ra ở Donbass bằng cách bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, giáng đòn vào lãnh thổ Ukraine, nhưng bằng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao, nhắm trúng mục tiêu là các chủ thể cơ sở hạ tầng quân sự hoặc các kho tàng chứa đạn dược. NATO đang đầu tư mạnh vào cuộc xung đột ở Ukraine. Tổng thư ký Jens Stoltenberg và hầu hết các nhà lãnh đạo quốc gia NATO, ngoài trừ Thủ tướng Hungary Viktor Orbán và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, đã nhiều lần nhấn mạnh ý định ủng hộ Kiev trong dài hạn. Mặc dù liên minh này cũng bị chỉ trích vì quá trình xây dựng xung quanh việc cung cấp vũ khí tiên tiến như tên lửa tầm xa, xe tăng và máy bay chiến đấu cho Ukraine. Rủi ro ở đây là người ta nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn, sẵn sàng vi phạm lằn ranh đỏ. Nhưng sau đó, mọi thứ sẽ nhanh chóng leo thang vượt ngoài tầm kiểm soát. Hai tháng trước khi tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga đã tập trung hơn 100.000 binh lính ở biên giới và gửi tới NATO danh sách các yêu cầu của nước này, theo đó đề nghị khối ngừng kết nạp thành viên mới. Ngoài ra, Moscow đề nghị NATO di chuyển tất cả các lực lượng khỏi 14 quốc gia gia nhập NATO sau khi Liên Xô tan rã. Nga cho rằng NATO không nên triển khai các tên lửa phóng từ mặt đất tại các khu vực cho phép chúng vươn tới lãnh thổ của Nga. Moscow cho biết các đề nghị trên sẽ dọn đường cho việc làm giảm căng thẳng với phương Tây. Tuy nhiên, phương Tây đã không chấp nhận các yêu cầu trên và vào cuối tháng 2 năm 2022, Nga đã tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Kể từ đó đến nay, Mỹ và đồng minh đã tăng cường cung cấp vũ khí cho Kiev, dần dần vượt qua các lằn ranh mà Nga đặt ra, từ cung cấp hệ thống pháo phản lực HIMARS đến xe tăng và gần đây nhất là việc Washington cho phép châu Âu cung cấp cho Ukraine tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất. Tuy nhiên, vẫn còn một lằn ranh mà Washington chưa vượt qua. Bất chấp Ukraine nhiều lần kêu gọi, Mỹ vẫn từ chối hỗ trợ Kiev các tên lửa phóng từ mặt đất có thể tấn công vào lãnh thổ Nga. Với nhiều nhà phân tích, quyết định của Tổng thống Biden có những lý do sâu xa. Các cuộc tấn công của Ukraine và lãnh thổ Nga hoặc bán đảo Crimea có thể vi phạm các lằn ranh đỏ của Tổng thống Putin mà các cuộc tấn công trước đó chưa chạm tới. Ukraine cho rằng những lo ngại này xa rời thực tế bởi trước đó, nước này đã tấn công vào bán đảo Crimea và lãnh thổ Nga nhưng không có sự việc nào khiến xung đột lan rộng. Trên thực tế, Moscow vẫn chưa leo thang căng thẳng sang NATO. Vương quốc Anh đã cung cấp cho chính quyền Kiev tên lửa phóng từ máy bay có thể vươn tới lãnh thổ Nga. Pháp cũng có động thái tương tự. Ukraine dĩ nhiên không thể sống sót trên chiến trường và tiếp tục chiến đấu với những vũ khí hiện tại. Nếu không có những vũ khí tiên tiến hơn, thậm chí một đội quân có tinh thần chiến đấu mạnh mẽ nhất cũng khó có thể đánh bại đối thủ có khả năng vượt trội. Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS hay còn gọi là ATACMS là một vũ khí mạnh mẽ, được phát triển vào cuối chiến tranh lạnh,
và lần đầu tiên được sử dụng trong chiến dịch bão táp sa mạc. Atax có thể phóng thẳng từ các phương tiện mà Washington đã cung cấp cho Kiev. Dù vậy, lo ngại leo thang căng thẳng, Mỹ đã điều chỉnh các phương tiện trên để Ukraine không thể sử dụng chúng phóng các tên lửa tầm xa. Tên lửa Atax có thể di chuyển với vận tốc rất nhanh, khiến cho chúng rất khó bị đánh chặn và có tầm hoạt động lên tới 300 km. Các đặc điểm này khiến cho Atax chắc chắn có nhiều lợi thế hơn so với các tên lửa của Anh. Tên lửa mà London hỗ trợ Kiev mặc dù rất mạnh mẽ, nhưng tầm hoạt động không bằng Atax và cần được phóng từ máy bay chiến đấu. Ngoài ra, hệ thống radar trên các tiêm kích của Ukraine không hiện đại bằng các hệ thống radar được trang bị trên chiến đấu cơ phương Tây, khiến cho các phi công rất khó để nhắm trúng mục tiêu. Các tên lửa của Anh sẽ trở nên hữu ích hơn nếu Kiev nhận được các tiêm kích F-16, nhưng Ukraine sẽ chưa thể sử dụng chúng, ít nhất là trong một vài tháng. Ngoài ra, Kiev cũng không còn lại nhiều tên lửa. Nguy cơ leo thang khi giới hạn cuối cùng bị thách thức. Ukraine cho rằng, việc giành lại Crimea có thể chấm dứt xung đột và bảo vệ nước này, đặc biệt trong bối cảnh Nga sử dụng Crimea để tổ chức lực lượng. Tuy nhiên, Washington lại bày tỏ lo ngại trước nỗ lực giành lại Crimea của Kiev. Chính quyền Tổng thống Biden đã công khai tuyên bố Ukraine có quyền giải phóng tất cả các vùng lãnh thổ, bao gồm cả Crimea, nhưng các quan chức cấp cao Mỹ đã nhiều lần ám chỉ rằng việc theo đuổi mục tiêu giành lại Crimea quá nguy hiểm. Hồi tháng 2, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhận định chiến dịch giành lại Crimea sẽ là lằn ranh đỏ của Điện Kremlin. Về lý thuyết, Mỹ có thể cung cấp hệ thống tên lửa Atax với điều kiện Ukraine sẽ không sử dụng chúng để tấn công Crimea. Tuy nhiên, Ukraine sẽ khó có khả năng chấp nhận điều đó. Họ thậm chí có thể sử dụng các tên lửa để tấn công vào lãnh thổ Nga. Theo Washington Post, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã kín đáo đề xuất tấn công vào các ngôi làng của Nga để gây ảnh hưởng với Điện Kremlin. Trong kịch bản tồi tệ nhất, vòng xoáy leo thang có thể khiến Nga sử dụng vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, các nhà phân tích đều cho rằng Moscow có thể leo thang theo nhiều cách mà không sử dụng tới vũ khí hạt nhân, chẳng hạn như dội bom xuống các thành phố Ukraine hoặc tấn công mạng vào các nước NATO. Các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé! Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo!